Thả Thí Thiên Hạ liên tục gặp nạn, Dương Dương và Triệu Lộ Tư bị đoàn phim ghẻ lạnh. Nhiều nguồn tin cho hay đoàn làm phim Thả Thí Thiên Hạ không muốn tuyên truyền cho cặp đôi nam nữ chính. Thả Thí Thiên Hạ hiện đang là bộ phim nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Với sự góp mặt của hai lưu lượng hiện nay là Dương Dương và Triệu Lộ Tư, bộ phim được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện ngay từ khi mới rục rịch khai máy. Nhưng khi bắt đầu lên sóng, Thả Thí Thiên Hạ liên tục dấy lên những tranh cãi liên quan tới nội dung, diễn xuất và phần hậu trường. Dù phát sóng chưa lâu nhưng dự án cổ trang này đã gặp hàng loạt phốt khiến khán giả phải lắc đầu. Về phía diễn viên, cặp đôi chính bị chê cười rất nhiều về năng lực diễn xuất. Những người đọc qua nguyên tác đều khẳng định Dương Dương và Triệu Lộ Tư khác xa hình tượng Hắc Phong Tức và Bạch Phong Tịch. Về phần nội dung, fan của tiểu thuyết gốc cho rằng bộ phim bị sửa khác xa nguyên tác. Vốn dĩ tác phẩm thuộc thể loại đại nữ chủ nhưng lên phim đã chuyển thành đại nam chủ. Nối tiếp những tranh cãi đó, cảnh hôn đầu tiên của Dương Dương và Triệu Lộ Tư tiếp tục bị khán giả đưa ra làm chủ đề bàn luận trên khắp các diễn đàn. Ngay sau khi cảnh quay được lên sóng, nhiều khán giả đã không ngần ngại bày tỏ sự thất vọng đối với phản ứng hóa học của cặp đôi chính Dương Dương và Triệu Lộ Tư. Thậm chí, có người còn cho rằng đây là cảnh hôn tệ nhất năm 2022 vì hai diễn viên diễn cảnh tình cảm mà đơ cứng và dường như không có cảm xúc. Trong cảnh quay này, Triệu Lộ Tư bị khán giả chê bai vì không thể khống chế được cơ thể. Khi hôn, vai của cô nàng liên tục đung đưa, khiến cho yếu tố lãng mạn trong cảnh phim trở nên kém hấp dẫn. Trong khi đó, Dương Dương lại bị nhận xét là quá đơ cứng, trông như thể bị ép hôn chứ không phải xuất phát từ tình cảm. Trước đó, cặp đôi Thả Thí Thiên Hạ không ít lần bị khán giả mỉa mai vì cố tình xào couple để tạo nhiệt cho phim. Dẫu vậy, khi phim lên sóng, cặp đôi lại phải nhận không ít những lời chê bai về diễn xuất cũng như phản ứng hóa học. Ngoài ra, một số nội dung của Thả Thí Thiên Hạ bị tố sao chép hạt lệ Hoa Đình. Từ lời thoại đến âm mưu quyền thế đều giống với bộ phim do La Tấn chủ diễn. Phốt trong thêm phốt, đoàn phim tiếp tục vướng tranh cãi sử dụng ngựa già để quay cảnh hành động. Trong quá trình chiến đấu, ngựa phải thắng gấp, ngã bổ nhào về phía trước và có thể gây ra cái chết đầy đau đớn. Điều này khiến khán giả không hài lòng, mắng chửi bộ phim ngược đãi động vật. Ngay sau đó, Trường Ca Hành, bộ phim do Ngô Lỗi và Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính, bất ngờ leo vị trí số 7 Hot Search Weibo vì cảnh Trường Ca, Địch Lệ Nhiệt Ba thủ vai, cưỡi ngựa chạy qua cầu và ngựa bị rơi xuống vách núi. Sau khi Hot Search xuất hiện, nhiều khán giả đã lên tiếng bênh vực bộ phim Trường Ca Hành, chỉ ra rằng thời điểm đó đoàn làm phim chỉ dùng ngựa giả rơi từ trên cầu xuống dưới, không hề có chuyện sử dụng ngựa thật như những bài đăng tố cáo. Qua sự việc, nhiều khán giả đã tố Thả Thí Thiên Hạ cố tình đưa Trường Ca Hành lên đầu sóng ngọn gió để lấp liếm cho những sai lầm của mình. Tuy nhiên, đoàn làm phim lại không ngờ Trường Ca Hành đã sử dụng ngựa giả rồi dùng thêm kỹ xảo để hoàn thiện cảnh quay, chứ không hề sử dụng ngựa thật. Trong một động thái khác, phía Thả Thí Thiên Hạ đã đưa ra phản hồi trên Weibo cho biết chú ngựa tên là Pháp Lạp Lợi đã từng huấn luyện đặc biệt để đóng phim truyền hình và điện ảnh. Trong quá trình quay, đoàn đội đã thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn như trải cát đủ dày để giữ an toàn cho động vật tại phim trường. Sau khi hoàn tất việc quay phim, chú ngựa này vẫn đang trong trạng thái khỏe mạnh và hiện đang tham gia trong một dự án quay chụp khác. Tuy nhiên, khán giả ngay lập tức phát hiện ra điểm khác biệt giữa chú ngựa được sử dụng trong phim với Pháp Lạp Lợi. Từ sau khi bị lên án về hành động này, đoàn phim đã không cập nhật bất cứ tin tức nào trên Weibo. Mặc dù phim vướng phải hàng loạt lùm xùm nhưng họ cũng không lên tiếng xin lỗi. Trước đó, Weibo của đoàn phim liên tục đăng các bài tuyên truyền, chia sẻ hình ảnh tình thương mến thương của cặp đôi chính. Tuy nhiên, khi Thả Thí Thiên Hạ bị tố sao chép và ngược đãi động vật, đoàn phim hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Một số người phát hiện, tác phẩm do Dương Dương và Triệu Lộ Tư chủ diễn đã được bán cho Netflix. Đồng thời, phía Tencent cũng muốn đẩy nhanh lịch chiếu để kết thúc bộ phim sớm hơn dự kiến. Cư dân mạng nhận định, đây là động thái cho thấy đoàn phim đã hoàn toàn buông bỏ, không còn hy vọng vào Thả Thí Thiên Hạ.